Chào cả nhà, Fast đã trở lại. Nếu mọi người chưa biết đến Fast thì Fast là tên viết tắt của từ là Fire and Security Technology. Công ty mẹ có trụ sở tại Singapore, hiện tại thì công ty chuyên phân phối thiết bị báo cháy tại khu vực Đông Nam Á. Tùy mỗi nước khác nhau thì sẽ có dòng thiết bị khác nhau. Mọi người có thể tham khảo thêm thông tin của công ty trên website là www.fast.expert. Ở đây. Hôm nay thì Tâm sẽ cùng mọi người trao đổi thêm về cái đầu báo cháy khói kiểu hút trong tiêu chuẩn NFPA, từ viết tắt là ASD, thế nên Tâm sẽ gọi là chung là ASD luôn nhé. Giới thiệu sơ bộ về đầu báo cháy khói kiểu hút thì trên bản vẽ thiết kế mọi người có thể nhìn thấy các cụm từ giống như là ASD, HSSD hoặc là FESDA. Trong NFPA 72 thì có 4 phần nhỏ nói về thiết bị này. Đầu tiên là tổng quát. Tiếp theo đó là mạng lưới đường ống. Phần thứ ba chúng ta sẽ nói về cách lắp đặt và khoảng cách, và cuối cùng là các ứng dụng đặc biệt. Để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ trong tiêu chuẩn thì chúng ta cần dùng đến các phần mềm thiết kế để giải thích. Thì mỗi hãng nó sẽ có thiết kế khác nhau, nhưng nhìn chung thì đều có những cái thông số tương tự nhau. Trên màn hình là giao diện của phần mềm Aspire D33 do Istolis sản xuất. Thì các phần mềm này thì nó sẽ được dùng cho những cái dòng sản phẩm của Vesta. Trước hết, thông tin chung của đầu báo cháy khói kiểu hút là điểm lấy mẫu. Đây có thể hiểu đó là điểm lấy mẫu trên mạng lưới hệ thống đường ống. Cứ mỗi điểm lấy mẫu sẽ được coi là một đầu báo khói kiểu điểm. Qua cái slide này thì chúng ta có thể biết thêm đó là điểm lấy mẫu là gì. Trên mạng lưới đường ống này thì chúng ta thấy có hai điểm lấy mẫu. Một, hai. Mỗi điểm đều tương đương với lại một đầu bốc khói kiểu điểm. Vì vậy, thiết kế điểm lấy mẫu tương đương với là đầu bốc khói kiểu điểm trong 17.7.3 về vị trí và khoảng cách. Tiếp theo đó là mà chúng ta sẽ nói về total airflow, luồng không khí. Luồng không khí trong mạng lưới đường ống thì cần được xem xét ở trong thiết kế, và con số này phải nằm trong các phạm vi quy định của nhà sản xuất. Nếu không thì nó phải tạo ra các tín hiệu sự cố, ví như là báo lỗi chẳng hạn. Hình ảnh hiển thị thực tế ở trên thiết kế đó là thấy là total flow này là chính. Màu đỏ có nghĩa là thiết kế nằm ngoài phạm vi của nhà sản xuất và cần thiết kế lại cho đến khi con số này nó thể hiện màu xanh. Con số này có thể thay đổi trở thành là 9 hoặc là 8 hoặc là 10, 10 hoặc là 11, nhưng mà nó phải là màu xanh. Bên cạnh đó thì trên hệ thống đường ống nếu như mà nó có lỗi thì nó cũng thể hiện luôn cái ống màu đỏ cho mình luôn nha. Còn nếu cái đoạn nào mà nó vẫn nằm trong cái phạm vi của nhà sản xuất thì nó sẽ hiện là màu xanh. Còn mềm hay đúng không mọi người? Rồi, tiếp theo đó là phần này. Phần này thì mình sẽ nói về bộ lọc cụm từ nếu được cung cấp. Có nghĩa là không bắt buộc, có thể có hay là có thể không. Bộ lọc có tác dụng là lọc những cái chất gây ô nhiễm không khí và được liệt kê để sử dụng với các đầu báo và được lắp đặt và bảo trì theo hướng dẫn công bố của nhà sản xuất. Tuy là nói không cần thiết, tuy nhiên là theo kinh nghiệm của các chuyên gia trên 30 năm kinh nghiệm khuyên là nên dùng bộ lọc để bảo vệ tốt hơn, giảm báo động sai trong môi trường bẩn và nhiều bụi. Dưới đây là một số bộ lọc được được sử dụng cho thiết bị VESDA. Tất cả các thiết bị VESDA đều có bộ lọc tích hợp sẵn ở bên trong máy. Bộ lọc VESDA-I và bộ lọc VESDA VOF này thì cả hai này nên đều có chức năng là lọc hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nó lọc hết 90% bụi. Giai đoạn thứ hai thì nó sẽ lọc hết tất cả những các hạt bụi có kích thước là lớn hơn 0.3 microns. Nếu như mọi người muốn biết là tại sao là 0.3 microns, mọi người có thể email cho tao nha. Đây, thì trong cái bộ lọc VESDA-I này bên trong máy thì mọi người có thể nhìn thấy là có con chip thông minh ở đây, thì nó sẽ báo được cho chúng ta là bộ lọc này đã đầy hay chưa, nó được sử dụng bao nhiêu phần trăm rồi. Cái này là không thay đổi được nha, con chip này cực kỳ thông minh luôn. Nếu như mình tháo con chip này ra thì nó không có thể nào sử dụng được nữa. Tiếp theo đó là VESDA bộ lọc ở bên trong máy dành cho cái VOF này, VLB, VLC. Thì những cái bộ lọc này thì nó sẽ không có con chip thông minh giống như là VESDA-I, nhưng mà nó có thể trên máy nó có thể báo cho mình là đến thời gian cần phải thay đổi. Rồi, tiếp theo đó là bộ lọc ở trên đường ống.
Nếu như mà mình sử dụng Vesta thiết kế trong những cái môi trường có rất là nhiều bụi, ví dụ như là sản xuất gỗ chẳng hạn, hoặc là trong những cái công trường khai thác mỏ than chẳng hạn, thì cái việc bụi bẩn nó rất là nhiều, mình cần phải lọc liên tục, thì mình nên dùng thêm cái bộ lọc ở trên đường ống này. Ở trên mình cho như là mọi người đang làm cái gì đấy nè, người ta hơi ồn tí. Thời gian vận chuyển mẫu không khí tối đa từ cái điểm lấy mẫu xa nhất đến đầu dò là không được quá 120 giây. Trên phần mềm thì bạn có thể thấy là thời gian vận chuyển mẫu không khí tối đa từ cái cổng lấy mẫu xa nhất này đến cái đầu bốc cháy khói kiểu hút này là 45 giây. Maximum transport time. Điều này có nghĩa là chấp nhận được, nếu như là nó vượt quá 120 giây nó sẽ thể hiện màu đỏ. Phần mềm thể hiện độ nhạy cảnh báo tại mỗi điểm lấy mẫu, nó hiển thị trong cột là độ nhạy điểm lấy mẫu, trong tiếng Anh là hole sensitivity. Nó nằm trong cột này. Đây là từng điểm lấy mẫu. Có 5 điểm lấy mẫu chẳng hạn, ví dụ như đây bên đây là có 5 điểm lấy mẫu, nó sẽ thể hiện hết ở đây 5 điểm lấy mẫu cho mọi người thấy. Mỗi điểm sẽ có độ nhạy báo động hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên thì các mẫu không khí này nó sẽ trượt trộn lẫn trong hệ thống đường ống, giúp cho độ nhạy tổng thể tại đầu báo là một con số nhất định. Có nghĩa là sao? Thì ở đây thì nguyên một cái hệ thống đường ống này nó đang mở thì nó sẽ hút không khí vào. Thì khi mà không khí vào bên trong hệ thống đường ống này, đồng nghĩa với việc là nó sẽ trộn lẫn lại với nhau, thì những cái không khí này nó đi về đến cái đầu báo khói cháy kiểu hút này thì nó sẽ có cùng một cái con số độ nhạy. Tiếp theo đó là trên mạng lưới đường ống thì nó phải tự hiển thị ra cái từ dòng ấy là smoke detector sampling tool do not disturb. Thì trên cái một cái hình mẫu thì mọi người có thể thấy ở đây là aspirating smoke detection pipe do not pan or obstruct holes. Này, vì là hệ thống báo cháy nên thành ra nó sẽ có màu đỏ ở châu Á mình, nhưng mà ở châu Âu thì nó sẽ người ta sẽ dùng màu trắng. Đây là end cap, còn đây là cái kịp ống. Điểm lấy mẫu sẽ được xác định, có nghĩa là một cái điểm lấy mẫu này, ví dụ như trên hệ thống đường ống đi, thì khi mà mình quan một cái điểm lấy mẫu ở trên hệ thống trực tiếp trên hệ thống đường ống, thì làm sao để người ta biết cái điểm lấy mẫu đó là ở đâu hay là nó như thế nào? Tại vì nó rất là nhỏ, khoảng 3 mm thôi. Vì chính vì vậy nên chúng ta cần phải cho mọi người biết, những người không làm ở trong cái hệ thống phòng cháy chữa cháy chẳng hạn, thì mọi người sẽ biết được à, đây là cái hệ thống đường ống của hệ thống báo cháy. Fire detection system do not bend. Thì mình cho người ta biết theo những cái thông tin như vậy. Và đây là cái điểm lấy mẫu ở trên trần giả. Thì đến cái điểm lấy mẫu này nó đã có sẵn cái thông tin rồi, nên thành ra mình sẽ không cần một cái đề can bên ngoài. Nếu được cung cấp lại lần nữa, có nghĩa là nó có thể có hoặc là có thể không, không bắt buộc, nhưng mà nó sẽ làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Nếu được cung cấp thì các điểm lấy mẫu này ở cuối cái đường ống thì mình nên có một cái test point, em dịch là điểm kiểm tra. Tại sao thì chúng ta cần có những cái điểm này? Điều này sẽ giúp cho các kỹ sư dễ dàng hơn trong cái việc kiểm tra vận hành, bảo dưỡng hệ thống chẳng hạn. Thì các kỹ sư thì chỉ cần đứng ở đây thôi, mình thiết kế cái hệ thống đường ống, mình kéo cái hệ thống đường ống này xuống đến cách mặt đất khoảng là 1,5 mét đến 2 mét thôi, nhưng mà đối với em thì chắc cũng phải để 1,2 mới nhấn tới đây. Thì mình sẽ các kỹ sư thì chỉ cần đứng ở đấy thôi và có thể là thử nghiệm kiểm tra vận hành và làm bảo trì bảo dưỡng rồi, chứ không cần phải leo lên cao. Trong một số nhà máy thì cái độ cao nó rất là cao, ví dụ như là 10 mét chẳng hạn, thì việc leo lên cao và di chuyển những cái máy móc ở phía bên dưới để có thể làm bảo trì bảo hành thì nó rất là khó khăn, nên thành ra cái việc mà mình gắn thêm cái điểm test point này nó rất là tiện lợi trong cái quá trình vận hành máy. Đây là một cái điểm test point mẫu hình thật. Rồi, từ phần 8 đến phần 10 được yêu cầu là đường ống và phụ kiện phải phù hợp với các yêu cầu công bố của nhà sản xuất. Chẳng hạn như là nếu muốn sơn đường ống và phụ kiện ống thì phải được thực hiện theo hướng dẫn đã công bố của nhà sản xuất. Vật liệu, kích thước và lắp đặt mạng lưới đường ống phải phù hợp với các yêu cầu đã công bố của nhà sản xuất và phù hợp với môi trường. Điều này có nghĩa là gì?
Thì ví dụ như là trong tất cả những cái hệ thống mà bên em làm hiện tại thì mình dùng cái ống là 25 mm. Mình có thể dùng là ống nhựa PVC hoặc là ABS. Trong môi trường kho lạnh thì mọi người nên dùng ABS. Trong một số môi trường mà nó nóng quá hay là nhiệt độ khắc nghiệt quá thì có thể mình phải dùng đến những cái loại nhựa cao cấp hơn, hoặc là mình bắt buộc mình phải dùng đến cái ống thép hoặc là ống inox. Phụ kiện mà lưới đường ống là phải được lắp đặt kín khí và được gắn cố định ở trên căn nhà. Nếu không khí được lắp mẫu phải là bực thải ra từ những cái nơi mà có áp suất thấp hơn hoặc là bằng nhau. Ví dụ như là thiết kế đầu báo khói cháy dành cho kho lạnh chẳng hạn, thì cái việc mà áp suất ở bên trong kho lạnh và bên ngoài kho lạnh nó hoàn toàn khác nhau, nên thành ra khi mà mình lấy mẫu ở bên trong kho lạnh thì mình phải thải nó ngược về bên trong kho lạnh. Đầu báo cháy khói kiểu hút có ứng dụng rất là rộng rãi trong những cái môi trường, ví dụ như là trung tâm dữ liệu, viễn thông, môi trường nhiều bụi bẩn giống như là mỏ than, sản xuất gỗ, phòng máy, ống dẫn khí, bảo vệ trong ống gió, phòng điện. Tuy nhiên thì trong NFPA thì chỉ thể hiện hai cái ứng dụng thôi, đó là bảo vệ ống gió và tủ điện. Để biết thêm những cái ứng dụng rộng rãi hơn thì mọi người có thể gửi email về cho công ty Fast để có thể nhận được nhiều thông tin hơn, đó là sales@fast.expert. Trong ứng dụng bảo vệ ống gió, các phần đầu vào và đầu ra của ống phải được lắp đặt ở bên trong ống dẫn khí và phải xả khí lấy mẫu theo hướng dẫn công bố của nhà sản xuất. Một trong những hướng dẫn thiết kế sử dụng Vesta PEB, một ống cả phần ảnh lấy mẫu và ống xả thì được lắp đặt ở bên trong ống gió. Ví dụ như mọi người có thể thấy ở đây, đây là PEB một ống. Cái ống inlet có nghĩa là lấy không khí về từ bên trong. Sau khi đã xử lý xong không khí thì mình phải xả ra. Thì mình xả ra, mình phải xả ngược vào bên trong cái ống gió. Để thiết kế và bảo vệ cho tủ điện là cần phải hiểu rõ về cái thiết kế chi tiết của từng tủ điện đó. Ví dụ như là cái hệ làm mát của tủ điện nó nằm ở đâu, ở bên trên đầu tủ hay là bên dưới tủ hay là phía sau hay là phía trước. Tiếp theo đó là mình phải coi được là cái chỉ số IP của cái tủ điện như thế nào. Thì nếu như mà IP nó càng cao có nghĩa là nó không được hở, nhưng mà mình nếu như mình khoan cái tủ đó thì nó lại làm vô tình làm hư cái tủ của người ta. Thì mình nên biết rõ về thiết kế chi tiết của từng tủ điện để mình có thể lắp đặt nó cho phù hợp. Như hình ảnh thì sử dụng từng điểm lấy mẫu để bảo vệ cho từng tủ điện. Này là bên em hỗ trợ cho ABB. Rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi kênh của công ty Fast. Nếu như mọi người cần có thêm thông tin hoặc là muốn có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp thì mọi người có thể gửi email về công ty, tức là sales@fastexpert. Mọi người có thể gửi tiếng Anh hoặc là tiếng Việt, nhưng mà đừng có mở tiếng Nhật nha, bên em không có ai biết tiếng Nhật cả. Ok, chào mọi người.